Rất nhiều bạn nữ không biết là mình đang có bị suy giảm nội tiết tố hay không. Có nhiều cái triệu chứng là chẳng hạn lên là những cơn bốc hỏa nè, rồi tay chân trở nên đau nhức, tê bì hơn, đầu óc thì nhớ nhớ, quên quên. Vì vậy mà có rất nhiều bạn đã nhắn tin cho dược sĩ Hiếu để hỏi là liệu em có đang bị suy giảm nội tiết tố hay không. Nếu mà em bị suy giảm thì em cần bổ sung những sản phẩm nào? Thì trong video ngày hôm nay, dược sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn 7 cái dấu hiệu cơ bản và dễ dàng nhất để các bạn có thể nhận biết được là mình có đang bị suy giảm nội tiết tố hay không. Nội tiết tố nữ là một trong những cái nội tiết tố mà cực kỳ quan trọng của một người phụ nữ, bởi vì nó quyết định nên cái hình hài của người phụ nữ và tác động lên rất nhiều cái cơ quan như là tóc, máu nè, rồi da, rồi cả cơ quan sinh dục. Vì vậy, khi mà một người phụ nữ bị suy giảm cái nội tiết tố thì đồng loạt những cái điều này nó thay đổi, nó dẫn đến cái tình trạng là suy giảm cái chất lượng cuộc sống. Và nội tiết tố nữ là một cái tên gọi rất là chung chung, rất là dân gian để cho chị em chúng ta có thể hình dung ra. Và để mà khoa học hơn thì nội tiết tố nữ đó chính là cái hóc môn nữ. Và hóc môn nữ mà cái tên hóc môn chính đó là cái hóc môn estrogen. Và estrogen thì được tiết ra chính là ở buồng trứng. Ngoài ra nó còn tiết ra ở cái mô mỡ. Các bạn biết không, sau cái độ tuổi 30 á, thì nội tiết tố của chúng ta nó bắt đầu nó suy giảm. Bắt đầu nó sẽ giảm nhẹ nhẹ. Và đến cái độ tuổi 40 thì nó sẽ giảm mạnh xuống. Thì đây là cái giai đoạn tiền mãn kinh. Và đến tầm khoảng 50 thì nó bước vào cái giai đoạn mãn kinh. Thì buồng trứng của chúng ta sẽ nó không còn tiết ra cái hormone estrogen nữa. Và lúc này thì cơ thể của người phụ nữ nó thay đổi cực kỳ nhiều. Và khi mà các bạn có những dấu hiệu là mình đang bị suy giảm thì những cái vấn đề về nội tiết tố thì bạn sẽ cảm thấy là đời sống của mình nó bị suy giảm nhiều. Nó ảnh hưởng đến giấc ngủ nè, ảnh hưởng đến cả chuyện vợ chồng, ảnh hưởng đến cả nhan sắc bên ngoài nữa. Và đôi khi vì những lý do đó mà các bạn cảm thấy buồn, trầm cảm, thêm tác động của cái hormone nữa thì làm cho các bạn cảm giác nó buồn hơn. Và rất nhiều bạn băn khoăn là không biết là mình bị như vậy là mình bị gì, mình có đang bị suy giảm nội tiết tố hay không. Thì dược sĩ Hiếu sẽ đưa ra 7 cái dấu hiệu cơ bản nhất để các bạn có thể nhận ra. Dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất đó là bị rối loạn cái chu kỳ kinh nguyệt. Thông thường thì chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta là từ 25 đến 35 ngày và nó khác nhau ở mỗi người. Tuy nhiên thì đến một cái giai đoạn thì các bạn có thể thấy là chu kỳ kinh nguyệt của mình có sự thay đổi rất mạnh, có thể là nó ngắn lại hơn. Bình thường khoảng 30 ngày thì bây giờ nó khoảng từ 20 đến 22 ngày. Như vậy nó là ngắn lại, thậm chí có những tháng là không có kinh. Chu kỳ kinh nó sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Hơn nữa thì các bạn có kinh, cái lượng kinh nó cũng rất là ít và thời gian bị nó cũng ngắn lại. Thời con gái thì 20 đến 25 thì các bạn thấy là cái chu kỳ kinh nó rất là đều. Nhưng thông thường thì hành kinh từ 4 đến 5 ngày và cái lượng kinh nó rất là nhiều. Nhưng mà sang cái tuổi 30-35 thì các bạn thấy cái thời gian bị kinh nguyệt nó càng ngày nó càng ngắn lại, khoảng 2 đến 3 ngày. Và cái lượng máu kinh của chúng ta nó cũng rất là ít hơn. Thì đó là cái dấu hiệu của việc các bạn suy giảm nội tiết tố. Và đây là dấu hiệu cực kỳ cơ bản mà chúng ta có thể nhận nhận ra được. Và nếu như chị em chúng ta bước sang cái độ tuổi từ 38 đến 42 thì đây là giai đoạn thông thường phụ nữ sẽ bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Nếu như mình có những cái dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt cộng thêm một số cái dấu hiệu về rối loạn khác như là bốc hỏa hoặc là đau nhức, tê bì chân tay, tính tình hay cáu gắt khó chịu thì các chị có thể khẳng định là mình đã bước sang cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Và thật sự thì cái thời gian này chúng ta cần cái sự chăm sóc cơ thể, chăm sóc cái đời sống tinh thần của chúng ta tốt hơn. Và nếu chị em nào mà đã hơn một năm rồi mình chưa có kinh thì có nghĩa là mình đang ở cái giai đoạn mãn kinh rồi. Mà ở cái giai đoạn mãn kinh thì hầu như buồng trứng của mình nó không còn hoạt động nữa, nó bị suy giảm hoàn toàn cái nội tiết tố, nó chỉ còn lại là do mỡ tiết ra thôi. Nên cái thay đổi của cơ thể của chúng ta là cực kỳ nhiều. Thứ hai mà hầu hết các chị em chúng ta mắc phải ở cái giai đoạn suy giảm nội tiết tố đó là cái cơn bốc hỏa.
Cơ bắp hỏa là một trong những cái dấu hiệu phổ biến ở phụ nữ suy giảm nội tiết tố, đặc biệt là chị em tiền mãn kinh. Hơn 2/3 số phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh thì chúng ta gặp cái vấn đề này. Và khi mà bị những cái cơn bốc hỏa thì mọi người sẽ thấy cơ thể của mình nó nóng bừng lên, sau đó thì nó phừng phừng. Và qua cái cơn bốc hỏa thì người chúng ta mệt mỏi, đổ mồ hôi và khó đi vào giấc ngủ. Thông thường thì cái cơn bốc hỏa này nó sẽ xảy ra vào ban đêm và cũng là nguyên nhân làm cho chị em chúng ta mệt mỏi, khó ngủ và mất ngủ. Dấu hiệu thứ ba của cái suy giảm nội tiết tố đó là chúng ta cảm thấy bị khô âm đạo. Phụ nữ của chúng ta sẽ cảm giác chán chồng hơn hay là chúng ta sợ chồng. Ngày xưa lúc tuổi 20 thì có thể là mình quấn quýt nhau, nhưng lên cái giai đoạn 40 tuổi thì cái giai đoạn này phụ nữ của chúng ta bắt đầu chán chồng hơn và không còn muốn quan hệ tình dục nhiều như ngày xưa. Và không chỉ là khô mỗi âm đạo đâu, mà các bạn bị suy giảm nội tiết tố thì nó sẽ khô toàn bộ cơ thể. Đầu tiên nó là khô tóc, móng dễ gãy hơn nè, dễ rụng hơn, rồi khô mắt. Tiếp theo đó là các chị em chúng ta sẽ bị khô các khớp, và cuối cùng là cái âm đạo của chúng ta nó cũng bị khô. Nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng khô âm đạo là vì cái estrogen nó bị sụt giảm, nó sẽ làm giảm tiết dịch nhờn ở cái vùng âm đạo, và các mô ở cái vùng âm đạo nó không còn mềm mại và trơn láng như ngày xưa nữa. Tất nhiên thì nếu như các chị chỉ thỉnh thoảng bị khô âm đạo thì cũng là cái chuyện bình thường, nhưng nếu cái điều này nó lặp đi lặp lại và thường xuyên thì chúng ta sẽ nghi ngờ đó là một cái dấu hiệu của cái tiền mãn kinh. Và các bạn biết là ở cái giai đoạn này, khi mà mình quan hệ vợ chồng thì rất dễ bị chảy máu, rồi đau rát, khó chịu. Thì đây đều là những cái biểu hiện làm cho các bạn càng lúc càng sợ quan hệ hơn. Chúng ta sợ chuyện vợ chồng hơn, và nhiều khi là các chị em chúng ta chỉ vì trả bài thôi thì nó mới dẫn đến cái tình trạng là hôn nhân của chúng ta không còn gắn kết và không còn hạnh phúc như ngày xưa. Dấu hiệu thứ tư của cái việc suy giảm nội tiết tố đó là chị em của chúng ta tâm trạng rất là bất thường, dễ vui, dễ buồn và dễ cáu gắt. Ngày xưa thì đôi khi có thể là rất hiền và giải quyết mọi việc nó từ từ, nhưng khi đã bước qua độ tuổi 40 hoặc là chị em có một vấn đề về nội tiết thì mình cảm thấy mình rất là dễ vui, dễ buồn, đụng tới là mình giận, và đôi khi mình cũng không biết lý do vì sao. Và vì mình không kiểm soát được những cái điều đó thì đó cũng là do tác động của suy giảm nội tiết tố estrogen. Bởi vì cái estrogen nó không chỉ tác động lên cái vùng sinh dục mà nó còn tác động lên cái thần kinh và não bộ của con người. Ngoài ra khi mà thiếu hụt cái estrogen thì nó còn làm cho chúng ta dễ bị đau đầu, nhức đầu. Những cái cơn đau đầu này thường xuyên xuất hiện, và khi mà nó xuất hiện thì nó hay xuất hiện cùng một thời điểm. Dấu hiệu thứ năm là các chị rất thèm ăn, tăng cân, mà đã tăng cân thì rất khó giảm cân. Khi mà cái estrogen nó bị giảm xuống thì cũng kích thích cái cơ thể người phụ nữ của chúng ta thèm ăn, và lúc đó thì chúng ta cứ ăn thôi. Và khi ăn thì nó tăng cân, và có thể là một tháng các chị có thể tăng lên từ 1 đến 2 cân. Đã ăn rồi thì rất dễ tích lũy mỡ. Nên vì vậy ở độ tuổi khoảng 40-50 mà chúng ta thấy cái phần dưới của mình nó tích lũy mỡ rất nhiều thì đây cũng là một dấu hiệu của rối loạn nội tiết tố, suy giảm nội tiết tố. Mà cái vùng dưới của mình nó tích mỡ thì mỡ nó cứng và nó rất khó để mà chúng ta giảm trong cái giai đoạn này. Và cuối cùng là một dấu hiệu mà cũng thường xuyên hay gặp ở phụ nữ rối, đó là rối loạn giấc ngủ. Chúng ta khó đi vào giấc ngủ và khi ngủ thì dễ bị thức giấc giữa chừng. Các chị có thể thấy là cái chất lượng giấc ngủ của mình nó bị suy giảm cực kỳ nhiều. Nhiều chị là nằm cả buổi mà không thể ngủ được, rồi khi ngủ thì cứ 2-3 giờ sáng thì chúng ta dậy. Bởi vì cái hormone nữ progesterone nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta đi vào giấc ngủ dễ hơn. Nhưng mà đến cái giai đoạn này thì nó bị thiếu hụt nên chúng ta khó ngủ. Hơn nữa nhiều chị em còn bị những cái cơn bốc hỏa nửa đêm, nó kéo dài. Khi mà bốc hỏa xong thì người chúng ta vã mồ hôi và khó đi vào giấc ngủ. Đây là những cái dấu hiệu chứng tỏ là chị em phụ nữ chúng ta đang bị suy giảm nội tiết tố và bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Và nó không chỉ là những biểu hiện mà dược sĩ Hiếu kể đâu, đó là những biểu hiện ra bên ngoài. Còn những triệu chứng, những cái biểu hiện âm thầm mà các chị không thể mà thấy được,
Và trong cái giai đoạn này thì các chị em rất dễ gặp những cái bệnh chuyển hóa khác, bởi vì cái estrogen nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyển hóa của toàn bộ cơ thể chúng ta. Chẳng hạn như là chúng ta dễ bị mỡ máu nè, rồi dễ bị tăng huyết áp, cũng như là các vấn đề về tiểu đường hơn, thì đó đều là những bệnh lý chuyển hóa. Vì vậy ở thời điểm này, một cái chế độ ăn healthy là rất cực kỳ quan trọng. Các chị em nên bổ sung nhiều rau, nhiều cá và omega 3. Chúng ta bổ sung nhiều chất xơ hơn là chúng ta bổ sung các loại đạm từ thực vật. Tốt hơn thì so với việc là mình ăn quá nhiều chất béo, quá nhiều đường nó phải giảm ngay. Cộng thêm là các chị là phải thường xuyên vận động, tập thể dục để kích thích cơ thể của chúng ta nó tiết ra các loại hormone đều đặn hơn. Ngoài ra thì chị em chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần. Và có thể chúng ta làm thêm những cái xét nghiệm về ung thư vú hay là ung thư cổ tử cung ở tuổi này, bởi vì nó sẽ dễ ra xảy ra ở cái thời điểm này. Và nếu như mọi người xem hết cái video này thấy hữu ích thì hãy chia sẻ nó để nhiều người cùng biết cái thông tin hữu ích này. Và nhấn vào nút đăng ký kênh Dũ Dược Sĩ Hiếu để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Dược Sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.